Chị Mập thân chào tất cả các em ơi, hôm nay hàng của chị Mập về dễ thương vô cùng, dễ thương lắm, toàn là cái mẫu mini mà trông rất là xinh luôn, rồi có cả đào mà đào đổi màu nhá, đào đổi màu xong rồi táo đổi màu luôn, xong rồi có cả cái này này, các bạn có nhìn cái mẫu này chúng ta có thấy quen không? Nó giống y chang như kiểu mẫu cây kem của Bunimaru ấy, mà từng chồng úp lên ấy, thì hình như là cây kem Bunimaru là chị nhớ là cái này có thể tháo ra được. Nhưng mà cái này thì không tháo ra được, nhưng mà nó rất là dài, xinh chưa? Rồi bây giờ là chị Mập sẽ dừng like và sau đó là sẽ review từng mẫu và báo giá. Sau đó là chị Mập sẽ có một cái mini game nho nhỏ nha. Các bạn hãy xem hết đến cuối clip để chúng ta cùng chơi cái mini game đó nha. Rồi bây giờ thì là chị Mập sẽ giới thiệu đến cái em đầu tiên, đó là một em chim cắn cụt như thế này này. Hồi trước cái này nó mẫu rất là to, nhưng mà đợt này thì mẫu nhỏ, xinh chưa? Mẫu này từ 4,5 cm đến 5 cm thôi nhé các bạn nhé. Thì là chắc là chị Mập sẽ phối theo kiểu combo hai cái này ví dụ như thế này thì sẽ là 50.000. Đó, ví dụ như vậy. Thì tính ra một mẫu này chỉ có là 12.500 thôi, nhưng mà nếu mà chị Mập bán lẻ thì sẽ là 15.000 một mẫu nha. Chúng ta mua xỉ cũng được, rất là xinh. Ở đây chúng ta kèm một cái gì? Cái dây. Cứ một cái của chúng ta thì nó sẽ kèm một cái móc khóa như thế này. Khi mà chị Mập ship đi thì sẽ kèm cho chúng ta một cái móc khóa đây. Đây, chúng ta móc vào như thế này. Đó. Chị vừa nhìn xuyên qua màn hình vừa móc cho nên là hơi bị ngược tay, để chị ngó sang đây chị móc. Đây các bạn này, đó. Đây là một cái donut dứa. Đa số là nhìn giống như hàng của Bunimaru ấy nhở. Nhưng mà cái này là cái size mini. Thì cái này là theo như cảm nghĩ của chị Mập thì nó không được chậm tăng cho lắm, tại vì là cái độ của nó mỏng ha. Nó không được chậm tăng cho lắm. Cái này chúng ta sẽ treo ở cái móc khóa cặp, treo ở móc khóa xe đạp điện, ví dụ như vậy nhá. Lẻ thì là 15 ngàn, cái này là 7 xăng, lẻ 15 ngàn. Nhưng mà chị Mập thì là chị Mập sẽ phối vào như thế này, cứ 4 cái là 50 nghìn. Nó rất là rẻ đúng không? Tính ra là có 12.500 một cái thôi. Đó. Nhưng mà khi mà các bạn mua lẻ ấy, các bạn mua lẻ ấy thì là các bạn sẽ có bao bì nhá. Cái bao bì mini. Đây là một em chị thì chị nghĩ nó là một con mực hay một bạch tuộc gì đấy, nhưng mà nhìn nó lại trông giống như, gần giống như là một em cầu mưa. Không biết phải không? Thì đây, đây là khi mà chúng ta mua lẻ thì chị Mập sẽ cho cái bao bì này. Chị Mập sẽ cho bao bì này nhé. Cho bao bì này kèm một cái móc. Đó, có bao bì như thế này, bao bì Gypsy ha. Kèm một cái móc vào trong đây. Và dán lại thì dán, không dán lại thì về các bạn tự dán. Đó, thế như thế này, 15.000 một cái em thế này, bao bì nhá. Rồi, chúng ta sẽ qua mẫu khác ha. Mẫu khác nó là một cái em bình trà sữa này. Hồi trước nó làm rất là to 15 xăng, nhưng mà bây giờ chỉ còn là 7 xăng thôi. Cái gì họ cũng mô phỏng thành những cái em bé bé trông rất là xinh. Em này thì là chậm tăng, em này thì thấy có vẻ là siêu chậm tăng ha. Rồi em này cũng có giá là 15.000 luôn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ qua khoai khoai tây. Em khoai tây này ha. Em khoai tây này trông rất là xinh ha. Đó. Nói chung là bây giờ Wixi đang là thịnh hành lại, cho nên là những công ty họ làm những cái mẫu Wixi rất là xinh. Đây là họ bị sơn lem màu ấy, chúng ta lôi nó ra thôi chứ không có vấn đề gì nhé. Tuy nhiên thì Wixi thì cái đường biên của nó bao giờ nó cũng sẽ bị nứt như thế này rồi. Đó, đây là cái đường biên cắt không khéo thì nó sẽ, khi mà khuôn hở thì nó sẽ bị nứt ha. Rồi, đó. Em này thì tương đối chậm tăng các bạn ơi, tương đối chậm tăng, cũng có giá là 15.000 luôn nếu mua lẻ nhé. Rồi, còn em mini nào nữa ta? Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ qua cái em mini này. Em mini này thì là một em bình sữa này rất là xinh. Đó, em bình sữa này rất là xinh. Thì chị thấy một cái nhược điểm của em này là không được chậm tăng nha. Không được chậm tăng lắm. Đó là bên chị Mập tại sao mà lại phải quay những cái clip như báo hàng về và review như thế này, để cho các bạn biết là cái nào chậm tăng, cái nào không chậm tăng. Tuy nhiên nó không chậm tăng thì bù lại nó lại có một cái rất là dễ thương. Đó, bù lại thì em đấy rất là dễ thương luôn. Có bán lẻ là 15.000. Rồi, chúng ta sẽ qua cái loại kem thú như thế này. Thường là thì chị Mập hay phối vào trong cái combo của cái hàng Thanh Lý ấy. Hồi đợt trước nó còn lại một số, cho nên là chị Mập đã phối vào trong đó. Thì đây nó có rất là nhiều mẫu luôn các bạn ạ. Nó có rất là nhiều mẫu. Có ếch, có chim cắn cụt, có thỏ và có khỉ đồ này kia. Thì cái này có giá là 25.000. Cái này là 10 xăng nhé các bạn nhé. Có giá là 25.000 kèm cả móc khóa luôn. Và cái này thì nó sẽ là bao bì to hơn.
bao bì mini kìa, đó hồi nãy. Cái bao bì này, cái 25.000 này thì nó sẽ là cái bao bì này. Đó, cái bao bì này thì chị Mập bán lẻ là 3.000. Nhưng nếu khi các bạn xỉ ấy, các bạn xỉ chị Mập giảm 15-25% thì chắc chắn sẽ là không có bao bì. Tại vì khi chị Mập bán lẻ là chị Mập bán, chị Mập tặng kèm bao bì là chị Mập lời nhiều hơn mà. Cho nên là chị Mập sẽ bán kèm bao bì. Khi các bạn xỉ thì sẽ không có bao bì nhá. Đó, cái bao bì này sẽ cho vào đây. Bây giờ hoàn toàn bên chị Mập hàng bán lẻ đều có bao bì mini này hết nhá. Toàn bộ đều có bao bì nhá. Không phải là giá trên 50.000 như hồi trước mới có bao bì nữa. Toàn bộ chúng ta sẽ có bao bì ha. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ qua cái mẫu. Mẫu gì đây? À, tới cái mẫu ship này đi. Nó có rất là nhiều loại thanh long, dưa hấu. Thật là buồn cười khi mà ship nó lại có những cái mùi như thế này nữa. Đó, đó. Nó mô phỏng của đào Bunimaru đó. À lộn, nó mô phỏng của hãng Bunimaru. À, cái ship này bao nhiêu ta? 35 40 gì đó, chị cũng không nhớ nữa rồi, quên giá rồi. Vừa nhìn xong rồi giờ lại quên giá tại vì nó một hồi cái quên bén đi. Đây. Các bạn trông rất là xinh này. Cái chất của nó thì là chất Whissy dẻo nhá. Đó. Whissy dẻo thì thường thường là nó sẽ chậm tăng hơn là Whissy khô hay là Whissy mềm. Đó, Whissy dẻo này nó rất là chậm tăng. Khi mà chúng ta bóp vào nó dính tay chúng ta ha. À, đây là 7,5 xăng đến 8 xăng. Trên web chị Mập ghi thấy là cái nó mô tả cái sản phẩm là 7,5 đến 8 xăng ấy. Còn chị Mập thì chưa có đo đâu. Đó. Nó có rất là nhiều loại. Sô cô la, dâu, dâu đây, cái này đào. Cái này cũng đào hả? Cái này dâu hồng, dâu đỏ, đào. Rồi nhiều lắm. Dứa, đấy. Xinh nhờ. Đó. Cũng có thể là chị Mập cũng sẽ phối vào combo để chị Mập bán luôn. Khi nào phối combo thì chị Mập sẽ đăng lên và chụp lên trên trang luôn nhá. Rồi. Em panda trứng, hồi nãy mini em panda trứng này hình như là chị Mập chưa có review cái độ chậm tăng của nó. Phải không? Em panda trứng này. Đó, xin chào. Em panda trứng này chậm tăng vừa nhá các bạn ơi, hơn cái hộp sữa, hơn cái hộp sữa và cái chất của em giống như là cái ly cà phê. Đó, thì cũng có giá là 15.000 luôn. Yêu ơi xin nhờ. Yêu ơi ghét. Bạn nào có panda to, panda vừa, panda khổng lồ thì nên mua em panda này về nhá. Cho khỏi lẻ loi, tìm mẹ tìm ba nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua mẫu khác. Cái mẫu này, đây là cái mẫu kem Animo, dạng như gọi là thú đó. Thì có chiều dài là 25 xăng. Đây, có chiều dài là 25 xăng. Hết màn hình chưa? Có chiều dài là 25 xăng. Và kèm 3 cái kem thú ở trên. Đây là một chất Whissy dẻo, rất là chậm tăng ha. Có giá là 70.000. Rẻ chưa? Siêu rẻ, 70.000. 30, 40, 9, 4, 13. Mà trong khi gom vào đây chỉ còn có 70.000 thôi. Rất là xinh. Thì em đấy có bằng này màu đây. Đây chị Mập lôi lại coi. Có 3, 4 màu gì đó. Một lùi màu. Rất là nhiều màu luôn. 4 màu. Đó các bạn nhìn thấy không? Tổng cộng là có 4 màu ha. Nhưng mà nếu mà khi mà mua thì chắc là chị Mập nghĩ là chắc là sẽ là lấy ngẫu nhiên thôi. Chứ chọn màu như vậy thì cũng hơi cực, hơi khổ. Tại vì lỡ mà khi mà đăng, nhất là ở trên Shopee mà chọn màu ấy, xong rồi đến lúc mà hết màu ấy thì lại kiện cáo mệt lắm. Cho nên là chắc là chị Mập sẽ lấy ngẫu nhiên. Chúng ta về khui ra và thấy được em nào màu nào thì đấy là duyên của mình rồi. Mình lấy được cái mẫu đấy nhá. Duyên của mình thì mình sẽ hợp duyên với em nào thì là sẽ là màu đấy ha. Nhưng mà chị Mập nghĩ thì những cái màu này, cái màu nào cũng xinh mà, màu nào cũng dễ thương mà, đúng không? Không có màu nào làm cho ta khó chịu chói lóa cả. Họ mít màu rất là xinh nha. Đấy, họ mít màu vào nhau thì màu nào cũng hài hòa cả. Rồi, xong chị Mập sẽ qua cái mẫu táo này. Táo và đào. Có giá là 60.000. Thì táo với đào này nó sẽ đổi màu ha. Nó sẽ đổi màu giống như là cái xoài ngày xưa mà xoài đổi màu của hãng Erit hay là hãng gì nhỉ? Đó, đấy, đấy chị Mập vừa sò tay vào đấy không? Đó. Nhìn ở trong này thì nó hơi đấy đấy đấy. Nó hơi bị chóa cho nên là không nhìn thấy, nhưng mà ở ngoài ấy, này, đó. Đó, đó, thấy bàn tay chị Mập không? Ở ngoài ấy thì sẽ nhìn rõ hơn. Trong này chị Mập quay, Mập nhìn vào cái màn hình này chị không thấy nó đổi màu. Nhưng mà ở ngoài chúng ta xem, ở ngoài chúng ta sẽ thấy nè. Đó, cái màu cam đậm thấy không? Đó. Đó, cái màu xanh này thì nó sẽ phát sáng, còn cái màu hồng này thì nó sẽ hồng đậm hơn một chút xíu nữa. Tay chị Mập dơ lắm. Đó, thì cái này có giá là
mà 60.000 thôi. Và cái này thì là siêu chậm tăng nhá. Da của nó được phun một lớp sơn khô. Đó. Và một điều đặc biệt là nó thơm. Sao mà cái này nó thơm mùi táo chín, nó thơm lắm. Nó thơm y như cái mùi táo á, táo ta của mình ấy, cái quả táo ta mà mình để nó vàng vàng ra xong nó chín ấy, cái mùi y chang vậy luôn. Rồi, có giá là 60.000 nhá. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ qua cái mẫu cuối cùng trong ngày hôm nay. Mà cái mẫu này thì các bạn hay gọi trêu đùa rồi chị Mập là Gypsy chị Mập ấy. Thì nó nói chung là cái mẫu này ấy là chị Mập một thời gian nó không sản xuất lại rồi. Hôm nay thì lại thấy nó sản xuất lại. Lúc đang còn trong bọc thì nó nhăn nheo như thế này nhá. Với lại mũ là bà già mà, cho nên da mũ nhăn là đúng rồi. Đó, thì cái này có giá là 70.000 nhá. Có giá 70.000 và cái này thì siêu chậm tăng luôn. Đó, các bạn thấy không? Đó, siêu chậm tăng. Rất là chậm tăng luôn. Mũ đang ở trong cái bọc ấy, cho nên cái đít với cái mông, cái da của mũ hơi nhăn nhăn nhá. Còn cái mặt này thì được phun một lớp sơn khô, cho nên là cũng sẽ nhăn nhá. Biểu tượng cho nhà một bà lão. Cái này đào, gọi là đào gì đó. Rồi, xong chúng ta sẽ qua cái mini, cái những cái combo mà chị Mập nói là chị Mập phối combo bán 100.000 ấy. Đây, đây là những cái combo đấy. Đây, hôm bữa chị Mập cũng đã quay ở clip kia rồi. Hôm nay chị Mập sẽ quay sơ lại ha. Bốn cái như thế này, cứ 30.000, 40.000, 50.000 gì đó. Chị Mập sẽ phối và làm sao cho nó xuống thành một combo là 100.000. Thì khi các bạn mua lẻ tất cả đều có bao bì, nhưng mà khi chúng ta mua combo nó sẽ không có bao bì nữa, tại vì là chị Mập đã bán theo kiểu giá xỉ rồi á. Đó, thì tính ra cái này nó gần như kiểu giá xỉ rồi, cho nên là sẽ không có bao bì nhá. Rồi, chị Mập sẽ nói đến thể lệ mua hàng bên chị Mập những cái gì sẽ được tặng ha. Đây là những cái phần quà. Đâu rồi, phần quà to hơn một tí đâu rồi. Đây các bạn ơi, đây là phần quà khi mà chúng ta mua trên 300.000. Ơi, đây là một phần quà lông tóc. Đây là một phần quà khi chúng ta mua trên 300.000. Đây là đào, ở đây là cái gì? Măng cụt hàng mới nha, không phải là hàng lỗi nha các bạn. Không phải là hàng lỗi. Một khi chị Mập tặng cái gì thì chị Mập sẽ lấy rõ nó là hàng lỗi hàng gì. Đây là son, một hộp son này với lại một quả đào là trên 300.000. Đây là cái mẫu mà trên 200.000, nó là son nước, son tinh đó, và một mochi. Và đây là phần quà trên 150 nhá. Một phần quà trên 150 sẽ là kèm một cây son lì và một cái mochi như thế này. Rồi, tiếp theo là hôm vừa rồi chị Mập có chơi mini game ở trên trang của chị Mập. Thì đây là cái phần quà mini game đây, kèm gồm một keo sữa, một bột red, một lotion, một 100g đất sét, rồi có hạt lassi, hạt đường, hạt fitbo, tuyết mịn, cham, kim tuyến và 5 hộp này. Thì hôm nay chị Mập cũng sẽ chơi tiếp. Thì thay vì chị Mập sẽ quay quay lô tô hay là quay gì thì các bạn nói là nhiều khi là quay không có đúng, máy móc nó không đúng, thì chị Mập sẽ lấy theo cái kết quả của xổ số thứ 7 thành phố Hồ Chí Minh tuần thứ 7 này. Bạn nào đánh trúng cái kết quả đặc biệt của xổ số thành phố thứ 7 này ấy thì là sẽ được tặng quà, là một phần quà này. Thì khi quà ship đi sẽ miễn phí 100%, không mất một cái gì nha. Miễn phí 100%, miễn phí 100%, không mất một cái gì. Đây nữa. Đấy, có Java chip với có cái này nữa. Đó, sẽ không mất phí, không tốn phí 100%, không tốn phí gì hết, chỉ việc nghe điện thoại và nhận thôi. Thì gồm có 30 phần nha, gồm có 30 phần quà. Các bạn bình luận kết quả xổ số của đài thành phố ngày thứ 7 này. Rồi, video của chị đến đây là kết thúc rồi.